Để hai tay lên trời nào. Rồi khi thôi vỗ tay các bạn, vỗ tay hai cái ra, nhìn tay ra. Đưa cánh tay của mình lên. Ủa thật lớn nha. Ai đưa lá cờ cao nhất mình sẽ cộng 100 điểm nha. 3, 2, 1. Tâm tư tình cảm của mỗi người, và mỗi người đều có những màu sắc khác nhau, vậy là mỗi người đều sẽ có những cái cho mình những bản chất riêng. Chúng mình đều có đây những cái băng dáng nhiều màu, chính là chúng mình luôn gắn kết với nhau, và những cuộc trò chuyện hay những tình cảm đều chính là những cái băng keo, những cái loại keo dính để gắn kết mọi người lại với nhau, và đó chính là cái ý nghĩa mà mình muốn mang đến đây. Và đây chính là trái tim mình, nhóm mình muốn gắn ra, và mình sẽ muốn đặt trái tim vào đây để tượng trưng cho tình cảm của nhóm dành cho mình.